Tại Hà Nội, Tổng cục Quản lý Thị trường phối hợp với Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã tổ chức tọa đàm nâng cao năng lực của cơ quan quản lý thị trường trong xử lý xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ bằng biện pháp hành chính theo hình thức trực tiếp và trực tuyến. Trong năm 2020, lực lượng chức năng đã xử phạt 1.300 vụ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, tổng số tiền xử phạt trên 25 tỷ đồng. Các vi phạm đa dạng từ buôn bán hàng hóa giả mạo, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên môi trường mạng, cạnh tranh không lành mạnh, nhái nhãn hiệu đến vi phạm liên quan tên miền, quốc gia, vi phạm về tên thương mại, tên doanh nghiệp. Đặc biệt, trong giai đoạn dịch bệnh COVID-19, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ có xu hướng tăng mạnh ở các mặt hàng phòng chống dịch như khẩu trang, đồ bảo hộ, găng tay y tế. Thời gian tới, các cơ quan chức năng liên quan sẽ tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý, khuôn khổ pháp luật, đặc biệt là các biện pháp xử lý vi phạm hành chính về các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, cũng như là trang bị phương tiện, cơ sở vật chất tạo điều kiện thuận lợi cho công chức thực thi nhiệm vụ phân đấu xử lý triệt để tận gốc các vi phạm